Thưa ba má em cho mình làm quen, biết đâu sớm mai thức dậy nhìn thấy nhau. Cất chào mừng mọi người đã đến với Madiun, mảnh đất của những thiên thần. Bây giờ đã đến Madiun rồi mọi người. Sau hành trình rất là dài từ Bali để đây. Wow. Nó rơi vào khoảng 10... Đầu 10 sao được em? Chắc phải là 20 mấy tiếng á. Phải 19 đến 21 tiếng, ít nhất phải như thế. Thật sự mọi người là... phải vì một cái động lực gì đấy rất là to lớn thì mình phải đi xe như này. Còn nếu không thì chắc là thôi, thì cũng chỉ còn khoảng độ 2 tiếng thôi là sẽ bước chân vào mảnh đất của nhà. Vì sao mà mình phải đi xe nha, mà phải không đi máy bay được? Bởi vì nếu bọn mình mà đi máy bay 100% là sẽ không đi được. Khi đi xe, mọi người biết không, khi đi xe cũng gặp rất nhiều khó khăn, gặp những chốt kiểm dịch, gặp những chốt mà nếu như bình thường mình sẽ không qua được, nhưng mà nhờ một chút gì đó may mắn và cũng nhờ một chút gì đó là yên tâm thì anh em mình đã đi qua được và đã đặt được chân đến mảnh đất Madiun. Nhưng mà thật sự bây giờ em mà đến thì em nói câu gì đầu tiên đấy? Mama, I want to marry the... Mọi người hãy cùng mình đến với nhà Vidya nhá. Sau khi ăn tối xong thì anh em mình lên đường về nhà Vidya nhé mọi người. Nói chung là về cảnh của Madiun thì mình cảm giác là rất là đẹp. Đường phố là tấp nập, rất là nhiều người, đông người và cái trang trí đường phố rất đẹp mọi người. Sạch sẽ nữa. Sạch sẽ. Wow, đẹp đấy. Vậy là mình đã đến nhà của Vi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ vào nhà Vi. Ủa, hành trình rất là dài. Bây giờ nói sang đây. Anh ok. Ok. Hey, let's go, let's go. Go. Hey. Hello mama. Hello mama. Cô Tèo. Đây, thân yêu. Hello mama. Yang. Sao hành trình rất là dài. Ở đây thành... em không nghĩ là trẻ vậy đâu. Vì ông trẻ mà. Là vẫn cái áp á, chứ ở trên ai nhìn không đẹp ở ngoài thật. Một hành trình rất là dài mà chúng ta là để nha của video. Well. Ui. Mèo, ai đi ra gì rồi ha? Mama là sao? Hello mama. What? who bring this one? My friend. Are your friend? Take picture. Nice. Yang take picture nghe. Nhà ta giàu lắm mọi người ơi. Đúng là Vi ở nhà. Ô tô để trước nhà luôn, nó có chỗ để trước luôn này. Chà. Ủa là bạn đã hơn đầy rồi này. Ủa vậy.
chung là cũng bớt một phần hồi hộp nữa mọi người. À không, mama chuẩn bị tô son rồi. Mama tô son. À. Ấy ai chào à. Ấy nghệ đi. Tô son, mama tô son vì no tô son. Tô son đi đi xin can. Ôi, ảnh mới này. Ừ, ảnh mới đấy. Bàn của bà Vi tặng đấy. Bàn của Vi tặng, bàn của Vi. Ấy, well. Và đây là phòng live của Vi nha mọi người. Đây, thưa thưa cả bàn. Đây những buổi live stream của Vi là cần những thứ này. Ừ. Buổi live stream của Vi là cái này. Đầu tiên là một cái ghế. Ấy, where is the computer? Ôi, đây, wow, cái trông giống này. Hey, where the computer? Và đây là dụng cụ live của chị. Bộ sâu ca. Bộ sâu ca của live và... Computer? Đây là một đây là con gà mà... Mama chú please. Ừ. Đây là gà của Vivia sẽ để dành cho mama. Đây là gà của... Vidya, con gà nói mắt này, à chột mắt này. Gà chắc là gà này. Gà này. Đạt Villa. Tiền này cái dâu. Có cả gà của Đạt Villa luôn. Cho xem thử nào, nàng không nào. Ôi dồi ôi. Gà đồng. Gà đồng. Ê, quay Đạt Villa ấy, show lại. Ê, cái này nàng không này. Ui dồi, ê coi này, gà của Vidya này, em gặp gà Vidya này. Gà Vidya này, nó nặng cỡ này mà đạt Vidya được gà bắt đầu. Ok, và đây là một bộ, đây là bộ tóc của Vi này, bộ tóc mà hay để cho Vi like này. Đó. Đấy. Ê, bộ đầu này của Vi chơi đấy hả? Thế còn cái gì đi? Thế là còn cái gì để khám phá, còn cái gì không? Đi đi. Anh hỏi Vi sẽ biết đánh mèo. Hey Vi, can you play this one? Can you play? Yeah, photo. Vi, nào. Okay, Vivi, bật đèn sáng thì sao không? Turn on the light. Turn on this light. Light. Yeah, turn on it, turn on it. Yeah, open, open. Open, open the lights. Trời ơi. Trời ơi. Cái đèn này hổ bảo. Cũng gọi nhiều gian lắm. Em ở phòng live của em có... Nó phải cấp 6 cái này. Dạ. Vừa live vừa ngủ, còn đây là vòng live không thôi. Em nó để 16 độ luôn kìa. Chập lơ đấy. Và sau đây là bài hát gọi là Yêu Trong Lạng Cơm. Nó lạc qua đây. Hai, ba nhé mọi người lắng nghe này, bài hát Yêu Trong Lạng Cơm. Ok ok ok, vào việc, vào việc đấy. Anh có bằng quý không vậy? Yêu Trong Lạng Cơm đôi lúc. Yêu Trong Lạng Cơm là bài hát của em mà. À bài hát, à ok ok. À là cấm thôi hả? Cấm luôn. À vậy là vậy là bỏ ra. Đây thanh niên này. Đi đi ăn, đi ăn mai. Đi đi ăn, cầm đàn, cầm đàn. Anh coi ơi, chú đi. Từ mát, từ mát. Thằng thường nữa. Đi đi ăn. Ê, nàng di chịu gặp em hả? Phi ăn việc rồi. Video, mình phải bán ra mình. Cái đèn kia được không? Cái đèn kia đi, nó bị gì vậy con? Vậy nó bị không che được, rút ra. Em rụt cái đầu em, à, cái đèn nữa. À, khôi hay hay. Ok. Để cho một cái đèn flash cho xem. Chụp kinh nghiệm gì chị vậy? Ok, nó đang chờ. Ra chờ mama kìa. Thôi đi ra ngoài nhà. Đúng rồi, ra ngoài nhà. Nhìn con ta là
quá trình mà khám phá phòng live của Vi đã thì đã xong. No, photo, Go. Ôi, hôm nay là cái này. Ê, đây cái này. Này là chết. Hùi, con mèo này mà thêm hai cái sàn ha. À, từ. Vi đi. Mama. Ok. Thì kịp. Từ. Lung. Nói như nào nhỉ? Em bảo anh bảo Adi ấy, là đây là món quà mà em mua để tặng tự mua để tặng mama.